chết rồi. hơi nặng đòn. Đó là 40 10 bán 10 bán chết rồi. 10 bán. Ấy giời, 166.000. Giao dịch an toàn đã được bắt động. Bạn đi thôi. Kỳ nhá. Cho con pet này về cái. Trước khi ấy là phải. Xin chào Minh Trần nhá. Anh em đi qua để lại cho mình xin một like. Một like và một surprise. À đâu, một nơi mà theo dõi nhá. Bây giờ phải cài cái trưởng. Tay băng là 1 nè. Vũ khí và tiền. Cái này là 2 nè. Cái này có khỏe không? Chắc đéo khỏe đâu, kệ mẹ đây. Cái này là 3 nè. Cái này là 4 nè. Sao thêm cái này nữa đi. Xuống. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. 160.000. Lý ke đi nào, hãy lý ke cho tôi đi nào anh em ơi. Những người anh em thiện lành của tôi ơi. Đi vườn chứa này chắc chắn là sẽ thành công. Đi vườn chứa này thành công đấy. Thành công, mỹ mãn, tốt đẹp. Ngon lành luôn. Đi vườn nào. Búp lên, búp lên. Ý. Lượn trưởng. Bùm, được một trưởng rồi. Lượn thêm trưởng nữa đi. Bùm. Ok. Cái trưởng băng nữa đâu à. Ngựa lên. Hây ạ. Đó, chuyện lên rồi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, có thằng nào bắn. Đạo tặc, đạo tặc. 76. Thích chết này. Ôi giời, vàng, 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 vàng. Chết rồi. Bây giờ phải triệu tập cho con ấy ra. Rồi, đi thôi. Hết tiền tiêu, người yêu anh cũng bán. Một mình khác đi. Hơi vất vả tí. Nhưng mà vì những lốc mana và những món đồ về sau này mình mua nên phải vất vả thôi. Rất là chậm chạp. Rất là chậm chạp. Chậm chạp đến vị trí. Từ vị trí của kiếm chút mana. Quá là chậm chạp của con bò này. Con bò này quá là chậm chạp. Bùm. Bùm. Bạn. Để lấy con kia ra đẹp hơn. Thôi, cứ đi con bò này vậy. Đang định lấy con tự cự quái ra chơi nhau. Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với livestream của tôi. Kệ chứ. Lãi được có 100k vàng không anh? Được hơn chứ. Trời ơi trời. Đi buôn phải có lãi chứ không có lãi đi làm gì trời ơi trời. Đi buôn phải có lãi. Mỗi tội là đi một mình thì đi một sao này thì với lại là đi nó không được giàu rồi.